Sau thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam tiếp tục gặp phải các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi dừng chân tại thành phố San Francisco, miền Bắc California, để tham gia buổi thảo luận ở Hội Châu Á sáng ngày 17 tháng 5. Các hội đoàn từ hai miền Nam Bắc tiểu bang California, các giới chức dân cử gốc Việt và cư dân thuộc nhiều thành phố đổ về San Francisco tập trung đông đảo trước văn phòng Hội Châu Á Bắc California. Chúng tôi biết là ngày hôm nay ông Phạm Minh Chính, ông Việt Cộng sản chính đã đến đây và đang họp. Chúng tôi muốn lấy cơ hội này để lên tiếng, để chống lại những cái gì đang xảy ra ở trong Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, ông Thủ tướng này đã đi tuyên bố ở khắp nơi trên những cuộc họp là Việt Nam đã bây giờ rất thành công về thương mại, đã có về tự do, dân chủ và nhân quyền. Và ông nói là ông sẵn sàng thách thức tất cả người nào muốn nói đối thoại ông về chuyện đó. Thì tôi thấy chuyện này là rất là mình muốn nói một trắng ra đó, là đối với những cái thống kê của phóng viên không biên giới này, của Human Rights Watch này, của State Department này, thì thống kê cho thấy Việt Nam mình đứng 174 trên 180 về vi phạm nhân quyền và dân quyền. Thì như vậy đâu có thể nói là Việt Nam có tự do tôn giáo và nhân quyền được. Chúng tôi hoàn toàn phản đối lời xuyên tạc láo phét của Phạm Minh Chính. Hiểu thôi, chúng tôi là một người tị nạn cộng sản, thì người cộng sản luôn luôn nói láo, thì chúng tôi thấy những người nói láo thì chúng tôi phải phản đối thôi. Mong ước là một nước Việt Nam thanh bình và tự do, thật sự yêu nước. Chứ đừng nói láo như là đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại. Mọi người phải đứng lên để bảo vệ tự do, dân chủ, quyền được nói, được phép làm những gì mình muốn, chứ không phải là phải mở miệng ra nói, mở miệng ra là nó bắt cầm tù. Mở miệng lên đòi hỏi tự do, dân chủ là nó bắt nhốt hết. Không phải là mình vì thù hận mà sắc máu, lật đổ gì, mình chỉ có lật mặt cái sự mà dối trá của họ cho đồng bào biết. Nhưng mình hy vọng họ biết lắng nghe, thì cái đó là cái tốt cho họ mà cho đất nước. Trước cuộc biểu tình này, cộng đồng người Việt đã tổ chức ít nhất 3 cuộc biểu tình khác khi phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, với cùng mục đích đánh động sự chú ý về thực trạng nhân quyền Việt Nam và kêu gọi Hà Nội cải thiện dân chủ khi bước vào hội nhập với sân chơi thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ tối 12 tháng 5 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã nêu vấn đề nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, người đang tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN. Chuyến đi của ông Chính tới Mỹ lần này kéo dài 7 ngày, từ 11 tới 17 tháng 5.